Cục Lâm nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội thảo các bòn rừng tiềm năng tạo nguồn tài chính mới cho bảo vệ và phát triển rừng. Hội thảo đã thu hút gần 350 đại biểu đến từ các cơ quan ban ngành, cơ quan chính quyền địa phương cùng các chuyên gia tham gia theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến. Phát thải dòng bằng không đang là mục tiêu Việt Nam cần phải hoàn thành vào năm 2050 và lâm nghiệp được đánh giá là lĩnh vực duy nhất có khả năng phát thải dòng âm. Trong bối cảnh đó, hội thảo carbon rừng tiềm năng tạo nguồn tài chính mới cho bảo vệ và phát triển rừng đã được tổ chức nhằm chia sẻ, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về thị trường carbon, chính sách quản lý tín chỉ carbon và phát triển thị trường carbon trong nước. Tại hội thảo, cùng với việc thảo luận về thực trạng và tiềm năng của các bon rừng, xác định những cơ hội, thuận lợi cũng như những khó khăn, thách thức, các đại biểu đã nhấn mạnh về vai trò của việc bảo tồn và phát triển rừng cũng như hoàn thiện khung pháp lý. Các chính sách là những nhiệm vụ trọng tâm cần sớm thực hiện, để từ đó kêu gọi sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia. Năm 2023, Việt Nam đã từng hoàn thành chuyển nhượng 10,3 triệu tấn CO2